với nhiều tiện ích mang lại như nhanh gọn, thuận tiện, tránh ùn tắc giao thông và minh bạch hóa, việc dán thẻ thu phí tự động tại các trạm thu phí đường bộ đang được nhiều tài xế sử dụng. Vậy dán thẻ thu phí tự động như thế nào? Dán ở đâu? Sử dụng thẻ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Những tiện ích mà thẻ dán thu phí tự động mang lại là không thể phủ nhận. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể đăng ký và sử dụng được loại thẻ dán này? Xin mời quý vị đến với chia sẻ của anh Phóng, trưởng phòng kỹ thuật trạm thu phí cầu Yên Lệnh để hiểu thêm chi tiết. Vâng, chào anh Phóng. Xin anh cho biết là hiện nay trên thị trường thì có những cái loại thẻ thu phí tự động thông dụng nào? Có hai loại. Thứ nhất là có loại thẻ e-pass và loại thẻ e-tac. Thống kê của trạm Yên Lệnh thì tỷ lệ dán thẻ của e-tac và e-pass là đạt khoảng 40% lưu lượng xe qua trạm. Anh Phóng ơi, để mà có thể đăng ký được thẻ dán này thì chủ phương tiện cần phải làm gì? Vâng, việc dán thẻ thì có hai hình thức. Thứ nhất là đối với thẻ VETC thì chúng ta có thể là đến các trung tâm đăng kiểm, các trạm thu phí và các điểm giao dịch. Còn đối với thẻ e-pass của VETC thì chúng ta hãy đến các hệ thống Viettel thì chúng ta sẽ được hướng dẫn và dán thẻ. Khi đi đăng ký thì chủ phương tiện cần phải mang theo những giấy tờ gì vậy anh Phóng? Đối với các cá nhân thì chúng ta thì cần đăng ký xe này, chứng minh thư này hoặc thẻ căn cước công dân. Còn đối với các cái doanh nghiệp thì chúng ta cần phải có giấy phép kinh doanh, photo công chứng và đơn đề nghị. Và đối với các tổ chức thì chúng ta cần phải có giấy tờ công văn và danh sách kèm theo đến các trung tâm và các đại lý. Ngay bên cạnh tôi đây là chị Út, nhân viên tư vấn của Viettel chi nhánh Hưng Yên, một trong hai đơn vị cung cấp thẻ dán thu phí tự động không dừng ở trên xe ô tô. Chị Út ơi, sau khi mà chủ phương tiện đã dán được thẻ xong thì sẽ sử dụng như thế nào? Để sử dụng được thẻ, trước tiên là tư vấn viên phải tải app cho khách hàng bằng cách là tải Viettel Money và nâng cấp lên cho khách hàng gói 3 và liên kết thẻ ngân hàng cho khách hàng để sử dụng dịch vụ. Vậy khi mà đã đáp ứng được tất cả những cái tiêu chí này rồi mà lỗi vẫn xảy ra, tức là đi qua trạm thu phí mà barrier không mở để cho tài xế qua, thì lúc này tài xế cần phải làm gì? Đi qua barrier mà barrier không mở thì chủ tài xế trước tiên phải kiểm tra tài khoản của mình xem có đủ tiền không. Nếu mà tài khoản mà đủ tiền mà barrier vẫn không mở thì tài xế liên hệ với tổng đài để được hỗ trợ. Vâng, cảm ơn chị Út. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về những lợi ích của thẻ dán thu phí tự động không dừng. Chúc quý vị tham gia giao thông luôn thuận lợi và an toàn.